Xin chào anh em, hôm nay tôi và anh em sẽ cùng nhau tiếp tục đến với con game God's Law. Lần trước thì tụi mình đã đi được nửa chặng đường rồi, bây giờ thì đi nửa chặng đường còn lại thôi. Tôi đoán là còn khoảng 3-4 map gì nữa là hoàn thành game rồi đó. Tôi cũng tìm hiểu được một chút về mấy lá bùa này rồi nha anh em. Những loại lá bùa mà nó có nhiều dòng như thế này ấy, là anh em phải dùng những lá bùa nhỏ như thế này này. Anh em bỏ vào trong đó thì nó mới kích hoạt nha. Ví dụ như anh em thấy dòng Utala 4% tỷ lệ chí mạng này, nó được kích hoạt rồi này. Ví dụ như tôi bỏ vào bên này thì nó sẽ kích hoạt, nó sẽ cộng thêm 3 đến 5 sát thương tay. Đó, ví dụ như vậy, anh em nhặt mấy cái lá bùa nhỏ như thế này. Đó, lá bùa mà nó không có cái ô nha, anh em bỏ vào trong đó. Được rồi, bây giờ thì khởi hành thôi. Con game này nó ít ra nó cũng có được cái hiệu ứng ngày đêm anh em ạ. Ban ngày chơi thì còn thấy đường một chút, ban đêm thì khỏi thấy đường luôn. Ở đây giống như là một cái khu vườn ấy. Một cái rương này, một cái dây chuyền nữa này. Mấy con này nhìn nó giống như kiểu là nửa chó nửa nhím ấy. Rồi, kiểu gì tụi này luôn. Boss, mấy con boss này thấy hơi yếu nha. Mấy con boss này thấy hơi yếu ấy. Boss gì mà có tầm mấy ca máu rồi. Thế cái trụ mạnh hơn á. Trụ thấy còn mạnh hơn cả boss nữa. Ui, lá bùa màu vàng anh em ạ, không phải màu trắng. Con này giống như phù thủy ấy. Rồi rồi rồi, tiêu rồi, chết hết bét của tôi rồi. Mà con này là boss này, anh em để ý nha. Mấy con mà nó là boss ấy thì nó sẽ có cái vòng dưới chân đấy, nó có mấy cái hiệu ứng ánh sáng đấy. Vui thật chứ. Mẹ con boss gì mà 4 cả 7 máu luôn, 4 cả 8 máu luôn đấy. À, nó đứng cốc lát rồi. Đứng cốc lát rồi anh em ạ. Rồi, boss chết, một dây chuyền rớt ra. Tạm thời vẫn chưa tìm được cái bùa này ngon anh em ạ. Bùa vàng, bùa này, bùa nọ vẫn chưa tìm được. Kiểu gì mấy con này là cũng đánh mình này, biết ngay mà. Ui, tôi bỏ bùa kiểu gì bây giờ tôi níu xìu luôn này. Ui vãi chưa. Lúc nãy tôi nhớ tôi đánh 150 lần, bây giờ còn có 90 thôi. Thật sự yếu xìu luôn ấy. Tôi bỏ bùa kiểu gì bây giờ tôi yếu quá đi. Chắc phải kiếm nhiều cái bùa Ulata này vứt vào để mà nó tăng sát thương quá. Phải nghiên cứu nhiều hơn anh em ạ. Con game này phải nghiên cứu thêm một chút nữa thì mới rõ được. À lúc nãy tôi nhớ tôi nhặt được một cái quiver mà phải không? Đây cái quiver này. 4465. Ây, nó còn wow, đồ nhiều thật sự. Thêm một cái quiver nữa, quiver là đồ của tôi đang dùng đấy. Telo. Cái này vứt đi. 100 maximum luôn. Tôi nhặt được một cái cung. Cái cung này nó tăng sát thương độc tới 65 điểm luôn anh em ạ. À. Cái cung này sát thương độc kinh thật. Tôi muốn thử dùng cái cung này đi bắn mấy con quái vật thử nào. What the hell? Kinh vậy? Anh em có thấy gì không? Sát thương của tôi lúc nãy tôi bắn khoảng chín mấy 100 gì thôi. Ồ, sát thương độc tăng kinh quá vậy. Ulata, Ulata, du là trời. Ồ. Giờ tôi mới để ý là mấy cái đam nguyên tố nó gây sát thương nhiều cực kỳ anh em ạ. Đợi chút nào. Tôi vừa nhặt được cái gì đó mà tôi không nhớ. Nhặt rồi mới nhớ, nhặt rồi là mới biết được mình có nhặt cái gì đó. Nè, giờ để ý rồi nhá. Bây giờ là tôi phải kích hoạt mấy cái đam nguyên tố này vào. Tôi cần bùa Kasi này. Banana. Mẹ ơi, ai lấy cái đồ của bắp đó làm gì? Đồ. Chặt rương rồi anh em ơi. Chơi anh em để ý lâu lâu xẹp game một cái nha. Thì thoảng mà nó kiểu như là nó văng game hay là gì là chết ấy. Ui quái vật bên kia nhiều chứ kìa. Qua xử tụi nó thôi. Qua xử tụi nó. Tôi có một cái kỹ năng á, bắn cái này rất là nhanh luôn. May mắn đồ trắng vứt đi, nhặt đồ xanh về bán có giá trị hơn. Đấy, qua dọn dẹp lũ kia lấy tiền, lấy kinh nghiệm thôi. Chắc đi đến đây là đến boss rồi đấy.
What the hell? Có gì đó không đúng. Cái gì đấy nhỉ? Tôi muốn bắt cái gì đó đi để mà nhặt món đồ này thử nào. Nó là một vật phẩm nhiệm vụ anh em ạ. Nó là một vật phẩm nhiệm vụ. Vậy là màn chơi này không có boss nha. Màn chơi này anh em chỉ cần đi nhặt một cái viên đá màu đỏ này là được. Là xong nhiệm vụ rồi. Cái map này thật sự nó rất là rộng luôn ấy. Nó rất là rộng luôn anh em nha. Quá là rộng luôn. Rồi về nhà rồi. Đi nói chuyện thôi. Trước khi nói chuyện thì tôi sẽ đi bán ít đồ. Tôi có tìm được một cái bùa Ylor anh em ạ. Bùa Ylor này nó tăng cho tôi sát thương nguyên tố 4 dòng và một dòng 4% tỷ lệ chí mạng. Ngoài ra cái dòng chính của nó là 21% tỷ lệ chính xác nữa. Rất là ok luôn nha. Ui ui. Thế đấy nào. Tôi chơi đường cung nó lại cho tôi cây giáo, rồi nó lại cho tôi cái này là song đao, nó cho tôi song đao. Với lại nó cho tôi một cái đồ gì đó. Là bùa. Với lại chi không á. Chán thiệt chứ. Nghĩ sao vậy? Tôi chơi game online. À nhầm, tôi chơi game offline mà sao nó lại cho tôi đồ của mấy cái lớp nhân vật khác làm chi vậy? Quá đi. Rồi. Trước đây là chúng ta đã đi qua mấy hòn đảo này rồi nè. Đấy, đây là hòn đảo này là hòn đảo có cái mê cung rất là rộng luôn nha anh em. Đấy. Cầm vậy là còn khoảng hai hòn đảo này nữa thôi. Mà dài vậy thật chứ. Rồi, đây là một cái bến cảng. Chơi luôn đi. Chơi khô máu luôn đi. Xẹp game cái cho nó an toàn. Rồi. Có người bán hàng rong ở đây. Tôi không hiểu sao mấy cái cửa, cái màn chơi nào nó cũng có một cái thằng nó bán đồ ăn làm gì nhỉ? Nó bán nguyên liệu thức ăn, nấu thức ăn làm gì? Ôi, cái map này giống như là mình đi ra ngoài chỗ mà. Ui. Cái gì đấy? Tụi nó cũng theo đến đây luôn rồi anh em ạ. Mấy thằng người mặc áo mưa rơi cũng theo đến đây rồi. Map con quái vật này nó cười hai thằng chứ. Map này giống như là một cái đồng hoang ấy. Ui, map này rộng đấy. Xem nhiệm vụ thì anh em bấm chữ L nha. Chữ L nó ghi này. Mình sẽ phải tiêu diệt ba cái con quái vật nguyên tố. Ừ. Hệ hỏa, hệ băng với lại hệ sấm sét đấy. Đó là ba con boss nguyên tố. Paran, Kasi, Paul, Thunder. Boss đến rồi, boss đến rồi. Mày, cái thằng này nó giống như là người bùn anh em kìa. Nó giống như người mà làm tụi bùn ra ấy. Rồi boss đây rồi, boss đây rồi, boss đây rồi. Mẹ con boss này. Con boss này 8.200 máu anh em ạ. Con boss này nhìn nó giống như là cái con gì nhờ. À nó đứng lên rồi, nó đứng lên rồi. Lúc nãy nhìn xa tôi thấy nó giống như là cái con gì mà nó hay bò dưới đất, con rắn mối. Mẹ mày bé của tôi chết rồi. Mẹ, ra mà tăng cơ đi bạn ơi. Tỏ ra mình có giá trị chút đi. Đậu xanh. Mẹ bếp gì lại ra sau chủ ngồi thế này. Ui đồ nhiều thật. Boss đây rồi nha anh em. Để ý thì anh em nhìn bản đồ thì anh em sẽ thấy được con boss nó sẽ có cái mũi tên đấy. Ôi oh my god. Mày chui đầu vào. Thôi mà anh dai. Khó quá. Mẹ. Từ từ nào. Lên level này. Boss này hệ băng đấy, nó đánh mình là mình sẽ bị kiểu như là đóng băng đấy. Đánh chai thôi cũng đủ giết nó rồi, giữ khoảng cách thôi. Ngon, boss chết. Được hai cái siêu màu vàng, ôi rồi ôi, Ulata này. Chết mày. Đùa với anh hả? Quẹt cho mấy cái chết hết luôn. Mấy em báo này làm tôi thất vọng quá anh em ạ. Tụi này như tụi nó trâu lắm ấy. Mày chạy tranh xem.
Hay thật. Mình phá đi cái lớp giáp màu đen của nó rồi nè. Một lát nó hồi phục lại. Ê, boss đây rồi, boss đây rồi, boss đây rồi. Bắn chai thôi. Thunder Jin. Boss mà to. Ui, nó thâu một phát kích ba con bé của mình một lần luôn. Nó thâu một cái kích ba con bé. À, tao lại sợ quá. Đứng xa bắn chai thôi, đứng xa bắn chai thôi. Mẹ đau đấy. Bó chết, bó chết, bó chết. Rồi, bó chết. Mấy em bé đi làm việc còn lại đi. Ô bùa Ilo này, Ulata này. Tỷ lệ chí mạng của tao lên 21% rồi nha. Tỷ lệ càng cao thì càng tốt. À, cái cung đến bây giờ nó mới cho tôi cái cung màu vàng luôn. Ôi xui tuyệt vời. Cái cung này tôi nói cho anh em xem, cái cung này nó cộng sát thương cơ bản đã cao rồi, nó còn cộng thêm 201 sát thương lửa nữa. Đấy. Rồi nó còn có thêm cái dòng là hút hút máu nữa nha. Hút 11 máu. Mỗi lần đánh là nó sẽ hút 11 máu. Đấy. Lần này chắc là đến nơi cuối cùng là nhiệm vụ hay sao ấy. Đây nha anh em. Vậy là mình đi được tất cả những nơi này rồi. Ủa, tôi nhớ cái nơi này mình đi rồi này mà sao nó không có chuyển mũi tên vào nhờ, lạ nhờ. Thôi cứ đi đến đây đã tính tiếp. Wow, khu vực này giống như là ở Hawaii ấy. Nơi nơi mà mọi người đến thư giãn, mọi người đến kiểu như là nghỉ ngơi ấy. Sẹp game, điều quan trọng là phải sẹp game. Ui, bắn 946 máu. 946 máu luôn đấy. Cả cuộc đời tôi chưa bắn được phát nào đam to như thế. Ui, bắn sướng thật, 300 mấy đam luôn anh em ạ. Mẹ, chơi phải như vậy mới chơi chứ hả? Chơi phải như vậy mới gọi là chơi chứ hả? Bắn yếu quá thì còn gì vui nữa. Ui, quái vật bây giờ gặp tôi là phải gọi bằng cụ. Mẹ, tụi này là gì ấy nhờ? Cái kiểu ma hay sao ấy? Thôi, mấy cái bùa trắng bây giờ thì chán lắm. Lên level rồi. À, tôi thấy mấy con ma ở map mới này anh em kìa, nó giống như mấy cái con ma dở Thái Lan ấy, người ta gọi là cái gì mà quỷ rút ruột hay là quỷ gì đó, kiểu vậy. Ok, tới thôi anh em, tới thôi. Bắn yếu xìu luôn anh em ạ, bắn yếu xìu luôn, có 100 mấy thôi. Không ổn rồi. Mang đồ sát thương phép vẫn là ok nhất. Đấy, anh em thấy sát. Thấy không? Mang cái đồ này vẫn là bắn phê nhá. Ê, tí nữa là chầu ông bà rồi. Mày chết thật. Con chim này nó bắn một phát ghê thật. Mày, cục lửa nó bay chậm chậm vậy thôi đó. Mà nó chạm vào một cái là 80% máu anh em. Đây, mấy con quỷ này giống như mấy quỷ rút rụt này. Tay đó là Leopard hả? Đâu phải, Leopard là con pet của tôi mà. Ôi, Sully màu xanh đấy. Chim, mấy con chim này cẩn thận nha. Mẹ, nhìn nó vậy mà nó đánh thường kinh lắm đấy. À đúng rồi, tại vì là mình không có kháng nguyên tố kìa. Mình không có kháng phép ấy, nó thẳng là không có kháng phép, thành ra tụi nó đánh kinh lắm. À, một cái gì, một cái áo choàng cổ. Đồ trắng vứt đi. Tôi đang nghĩ là tôi có nên chuyển từ mấy món đồ mà tôi đang dùng ấy, để sát thương tỷ lệ chí mạng ấy, tôi nên bỏ đi, tôi chuyển qua dùng đồ kiểu như là. Ui, quá nhiều quá. Như cái là tôi chuyển qua tôi dùng đồ phép không anh em ạ. Đồ mà những mấy món trang bị mà nó tăng sát thương phép ấy. Nhưng mà mấy cái dòng mà anh em thấy khi tôi đánh mà nó hiện lên màu vàng ấy, như thế này đấy, đây đấy. Cả ngàn máu này là chí mạng của tôi đánh nó chí mạng lên đấy. Không có chí mạng thì còn lâu nó mới có dòng được đó. Ui mẹ ơi, boss đấy. Boss đấy gì mà chết không rớt đồ. Quái thường còn rớt đồ, còn bé thì chết không rớt đồ. Rồi, đường cùng luôn, đường cùng có cái rương. Trời tối rồi anh em ơi, khu vực này nhiều ma rút ruột lắm. Nhiều ma lắm. Ui mẹ, ui vãi shit. Cái này cùi bắp. Ôi, cái này đúng là cùi bắp luôn á. Mấy cái viên ngọc mà mình nhặt được anh em kìa, là nó cũng phân ra cấp DCA này rõ anh em nha.
cấp càng cao thì gọi là cái chất lượng của viên ngọc nó càng tốt. À đi rồi, anh em để ý không? Cái chỗ màu vàng này là chỗ tôi làm nhiệm vụ đấy, tôi phải đến đó. Nhiệm vụ này nó bảo tôi làm cái gì đó mà tôi không để ý lắm. Ui, đúng là khu vực nhiệm vụ có khác mẹ quá nhiều thật. Mà làm sao, chẳng làm sao được tôi cả. Chẳng làm sao được tôi cả. Ô, lần nào tôi tạo được 5 con bét luôn à. Ô, là một cái bụi ilo đó anh em ạ. Từ từ, đợi chút nào mấy em bét. Tăng vào cái này nó sẽ giảm. Nó giảm đi, tôi dùng mana nha. Ồ, tăng vào cái này đi. Từ từ nào. Tôi vừa nhặt được một cái bùi lo. Bùi là hình dáng như thế này. Ê, hay thật, vừa y luôn này. Mẹ vừa khít hình khịt luôn. Hay thật. Bacala. Rồi, check với tôi, bây giờ tôi kiếm mấy cái bùi tôi bỏ vô. Bùi Kasi này. Cái Kasi được cái gì đây, cứ nhặt bỏ càng vào để kích hoạt được cái gì kích hoạt. 5 poison dam anh em ạ. 5 sát thương độc. Ui, bắn đam bây giờ to quá anh em ơi. Cái này giống như một cái cổng dịch chuyển ấy. Nó giống như một cái cổng dịch chuyển anh em ạ. Ui, tôi tạo được 5 con bét luôn kìa. Từ khi nào vậy? Rồi, đến. Đợi chút nha, tôi cần bùa Ulata. Tôi cần bùa Ulata anh em ạ. Bùa Ulata. Rồi, tôi cần bùa Sally hoặc bùa Telo. À, một trong hai bùa thôi. Sally. Cái này vứt đi. Cái này cũng vứt đi luôn. Lấy xe ly đi. Tạm thời như vậy đã. Kiếm một món đồ nào đó mà nó có hình dáng như thế này. Ghép vào đây là ok. Có cái gì đó. Không biết nó bị lỗi hay sao ấy. Đánh bại con tinh ghi anh em ạ. Nhiệm vụ lần này là đánh bại con tinh ghi. Cái map này nó giống như là mình đến cái khu vực mà bị diễn chất phóng xạ ấy. Mà mới nó xanh lè xanh lét luôn. Điều quan trọng anh em phải save game nha. Đánh mấy nơi nguy hiểm như thế này mà không save game là anh em hối hận ấy. Hối hận không cung kịp. Chết cái chơi lại một chặng đường dài là. Mà boss bây giờ mà tôi quạt cho mấy cái là boss cũng chết luôn. Cái what the hell. Tôi vừa chết. Tôi vừa chết đấy. Cũng không mắc đồ gì cả, tại vì mai tôi load game rồi. Đậu xanh, tôi vừa chết anh em ạ. Sao mà khó quá vậy? Mà nó đập tôi một cái chết luôn. Bảo nó trùm cứu chắc không phải sai đâu. Cũng may là tôi save game trước đó, mà không là khốn nạn rồi. À giờ tôi mới biết được một điều là khi mà mình kiểu như là mình save game ấy, khi mình chết mình chơi lại ấy, thì là mình sẽ được đứng ở cái nơi mà bắt đầu nha. Đứng ở nơi bắt đầu nhưng mà đồ vẫn không mắc. À quái nó vẫn không mất máu này. Tôi phải save game anh em ạ, phải save cho chắc ăn. Thôi xong rồi. Ô, con boss nó bị gốc lát rồi. Mẹ gốc lát luôn đi. Mày gốc lát luôn đi. Một chút nữa thôi. Mẹ may thật, con boss nó đứng ở gốc lát anh em ạ. Alasa, ô cái gì đấy. Telo, lại bùa Telo à. Cái gì đấy. Mẹ cái này quỷ bắp lắm. Mẹ dùng cái này để bán shop là hợp lý nhất. Làm nhiệm vụ nào. Ôi cho cái cung kìa. Ôi cái cung này sát thương cao thế. Nhưng mà nó lại tăng tốc độ đánh chứ nó không có tăng cái. Nó không có tăng sát thương nguyên tố. Mẹ nguy hiểm đấy. Mẹ nói gì nói nhiều thế nhờ. Lại đến cảng biển. À, lần này đến cảng biển là có gì đây ta. Đây, bệnh viện bỏ hoang nha anh em. Bệnh viện cổ bỏ hoang. Đấy. À. Rồi, bây giờ chơi với ma rồi anh em ạ. Chơi với ma rồi. Tạo bét ra. Mẹ, cái map này nghe âm thanh kinh lắm. Rồi, con game tôi chơi đến đây cũng dài rồi nha anh em. Tôi dừng ở đây thôi. Ở video sau thì tôi sẽ tiếp tục chơi con game này nữa. Anh em đón xem nha. Chắc là video sau là tôi nghĩ là hoàn thành con game này luôn ấy. Tại vì các cái hòn đảo xung quanh cái gọi là cái căn cứ của mình là mà đi hết rồi đó.
Đó, còn bây giờ bạn bắt phải đi vô cái bệnh viện này nè, tìm ba cái linh hồn ma gì đó. Tìm xác định vị trí của đứa con gái của người phụ nữ. Kinh thật, bệnh viện bỏ hoang này mà đi tìm một đứa con một đứa trẻ con ở trong bệnh viện bỏ hoang anh em ạ. Thôi 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 kinh quá. Rồi, chào tạm biệt các anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.